Ở đó má em nấu bếp than em đâu có biết. Bắt nguyên rế lên nấu. Mà hồi đó trời ơi nó nóng dữ vậy. Nấu nguyên rế luôn trời ơi thôi. Hết điểm rồi. Đó ông chồng em nói thôi em ơi về bắt đi. Hết đường cứu chữa rồi. Cưới trên Bình Dương sinh sống được khoảng 1 năm thì em về làm dâu bà, tới giờ là 8 năm. Là ở chung luôn. Em nói với chồng em sau này má có đuổi em con đi. Trời ở chung là ở chung. Ông chịu là ông chịu đó. Má em hồi đó ăn cá không thịt. Mua cái lóc về nhỏ 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 về hoài, đập hoài nó không chết. Mà nó chăn máu tùm lum chợ chị không có nổi rồi. Mà cái con cá con mặn không có được. Nhiều khi lén mẹ chồng mang ra ngoài mới người ta mặn. Ở đập hoài nó không có chết. Mà mẹ chồng ra cái đập cái chết rêu. Hồi đó anh chị nói là vì chồng là mình phải thương mẹ chồng. Không thích cũng thương. Thương riết rồi riết, chuyện nào không hay luôn. Rất vui được chào đón cô với em đến đây. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và dạ. Cô Lộc. Dạ, chào khán giả. Tôi tên Trần Thị Nhiên. Cô Nhiên. 34 tuổi, dạ. Đến ngoài buôn bán, quê tỉnh Ba Chúc, tỉnh An Giang. Ồ, ở Ba Chúc xa đó cô. Giáp biên giới đúng không cô? Dạ. Xin mời chị. Dạ, xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Lê Lộc. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Xuân, năm nay em 30 tuổi. Em là người Bắc và hiện tại đang sinh sống An Giang. Em là nghề kinh doanh buôn bán. Em ngoài Bắc và xuống làm dâu tới An Giang nữa. Dạ. Cái này nó có nhiều vấn đề lắm rồi nha. Hay một người ở phía Bắc mà vào làm dâu miền Tây thì cũng nhiều vấn đề. Chút xíu mình sẽ cứ nói chuyện ở sau. Em làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm dâu 9 năm rồi. 9 năm. Dài đó ha. Mình có bao nhiêu bé rồi chị? Dạ em được một bé 4 tuổi mấy rồi. Bé trai. Dạ. Cho con hỏi tí xíu là cái ấn tượng đầu tiên của cô khi mà gặp chị á, nó như thế nào hả cô? Không có ấn tượng gì hết. Không có tự nhiên hả? Dạ. Chê. Chê hả? Không có chê gì, thấy nó hơi cũng hơi lùn người, thấp người vậy thôi. Chị có thể chia sẻ tí xíu được không? Tại vì hồi đó là má em buôn bán ở bên Phú Quốc. Thành ra là em quen ông xã em ở trên Bình Dương. Thành ra khi mà gặp chị qua điện thoại đây thì ông xã em nói là má đi coi thầy em, má với tuổi má tụi em không hợp, rồi em người Bắc rồi lùn nữa. Cái mình nói trời giờ mình về mình bị chê quê quê quá quê. Tại em tự tin lắm, thiệt lùn lùn chứ em tự tin dữ lắm, nghĩ sao giờ bị chê. Mà không sao, cái nói chung em nói nè anh yên tâm đi, lùn mà phụ tùng đầy đủ qua được à. À cái em nói là em sẽ về làm cho mẹ bằng mọi giá, mê luôn. Chị làm bằng cách nào? Nó thiệt á, từ lúc đó thì em không phân biệt giàu nghèo hay gì hết á. Thì khi mà biết cái hình ảnh của bà trong em là bà là một người buôn bán ở nơi biển xa như vậy á, rất là thích. Rồi thứ nhất, thứ hai là luôn cảm ơn bà đã sinh ra một người để cho mình thương. Lần đầu tiên được yêu, mê trai đó. Lần đầu tiên mê mà khoái ông lắm, khoái dữ lắm. Rồi cái lần đầu tiên đi về, vô nấu cho mẹ ăn được bữa ăn. Ở đó má em nấu bếp than em đâu có biết. Bắt nguyên rế lên nấu. Mà hồi đó trời ơi nó nóng dữ vậy. Nấu nguyên rế luôn trời ơi thôi. Hết điểm rồi. Cô ơi, con trai cô á, tả con dâu tương lai thế nào? Có kể cho con nghe không? Có, nó nói má ơi được cái lắm, ăn nói khôn khéo lắm, kệ đi con chịu đó. Ban đầu thì thấy không thích rồi cái mới nói sao, nó thôi giờ cha mẹ tùy con, nếu con chịu thì cha mẹ cũng đồng ý theo luôn. Dạ. Về làm dâu nó trái cái rế vậy sao con? Trái rế thì thôi giờ con nó lần đầu không biết thì thôi sau này nó cũng biết, từ từ nó trái mấy cái rế. Trái à. Đó chồng em nói thôi em ơi về bắt đi, hết đường cứu chữa rồi. Rồi sau đó có những cái chuyện gì không chị? Đó là lần gặp đầu tiên đi về, lúc em quay lại Bình Dương làm. Cưới trên Bình Dương sinh sống được khoảng 1 năm thì em về làm dâu bà, tới giờ là 8 năm. Là ở chung luôn. Em nói với chồng em sau này má có đuổi em con đi. Trời ở ơi. Chung là ở chung. Ông chịu là ông chịu đó. Trời ơi. Cô, những ngày đầu tiên mà con dâu nó về vậy đó, thấy nó lanh lợi vậy đó, cô có lo không? Không có lo gì đâu, cũng mừng vậy chứ. Bắt đầu nó lỡ biết, không biết vậy thì thôi mình cũng thông cảm cho nó. Dạ. Rồi cái đầu về nó ở nó lên Bình Dương làm thời gian, nó trở về thì nó cũng sửa đổi lại, nó làm tập làm lại cái gì cũng được hết. Dạ. Có cái là nấu ăn hơi dở thôi. Nấu món gì dở nhất cô? Có cá, nó canh rồi đó. Trời ơi, món mấy món dễ, nấu dở vậy. Nấu ăn sao?
mà mặn hay lạc hay sao? Nó nêm lạc không à? Lạc không hả? Dạ, còn cá thì ở miền Tây thì nấu hơi ngọt ngọt mới được. Nó nấu theo ngoài Bắc đó. Không được. Người có nấu lại không? Trời ơi, mai em hồi đó ăn cá không ăn thịt. Mua cái lóc về nhỏ về hoài, đập hoài nó không chết. Mà nó chăn máu tùm lum trời, chị không có nổi rồi. Mà cái con cá con mặn không có được. Nhiều khi lén mẹ chồng mang ra ngoài mướn người ta mặn. Ở đập hoài nó không có chết. Mà mẹ chồng ra cái đập cái chết rêu à. Thôi cô không chỉ cho con dâu làm mấy cái đó. Cũng đâu có biết đâu, nói là mua về để cho nó làm, nó tập làm không được rồi ra thấy vậy nó thôi trời ơi trẻ mà yếu hơn già nữa, để già đập cho coi. Ngoài cái chuyện mà trái cái rế nè, dạ, nấu ăn không ngon nè, rồi còn chuyện gì nữa không cô? Chuyện gì mà nó không hợp với mình nữa không? Không hợp thì ban đầu theo giờ nó làm thấy hợp rồi đó, gì cũng thương hết trơn á. Giờ bắt đầu không biết thì hắn từ từ cũng dạy nó, dạ, dâu con mà. Cô dạy có khi nào mà cự lại không? Được, không có trả lời. Bây giờ má em ghiền luôn á. Xa đâu có, xa em không được luôn á. Hay vậy, chị có bí quyết gì chỉ em với. Hồi đó anh chị nói là vì chồng mà mình phải thương mẹ chồng. Không thích cũng thương, thương riết rồi riết, ghiền nào không hay luôn. Tới giờ mà nói mẹ dù giận chồng cái gì nói, bây giờ mình giận chồng mà mình lỡ mình có đi xa hay là cái gì rồi mẹ chồng tính sao ta. Vậy đó, được. Nói chung 50% mà sống với chồng là cũng vì chồng đó. Vì mẹ chồng. Vì mẹ chồng đó, 50% đó, ghiền. Nhưng mà mẹ chồng em cứ ăn cá về hoài rồi mình có chịu nổi không trời? Không, không chịu nổi. Trời ơi má ơi, cá hoài ăn được mà tính em không thích ăn cá. Mỗi bữa má mua cho cục thịt nhỏ vậy nè. Má kho thịt ên cho mình á, gấp cục thịt lên chảy nhựa nè. Đường nhiều quá, ăn không được. Trời ơi, khóc muốn chết luôn. Nói ra thì sợ má con má buồn rồi sao. Mua cho mình ăn mà chê. Điện thoại mẹ ơi, thôi con chịu hết nổi đi về ngoài đi. Cái mẹ nói thôi con ơi ráng đi con ơi, cũng nhờ mẹ động viên hoài, ráng đi, từ từ quen, ráng riết thì ráng luôn. Giờ ăn cá được chưa? Ăn cũng được rồi nhưng mà cá nướng ăn, cá kho ít. Bây giờ là đã hòa thuận về cái mặt ăn uống chưa chị? Bây giờ là nói chung là em cũng biết tự làm rồi, biết là bây giờ ngoài chợ là người ta làm sẵn không à. Đâu á, không về làm đâu. Cái này là những cái mâu thuẫn là không phải là quá lắm. Còn cái những chuyện mâu thuẫn nào mà quá lắm mà hai mẹ con giận nhau không nhìn mặt nhau chưa? Không có giận, không phải là không nhìn mặt. Mà có một cái là nói chung là em bướng mà lì nữa. Có nghĩa là bữa đó hai chồng cứ lộn, cứ qua cứ lại nó thôi cứ lộn bực bội quá đi về đi, về nhà mình mà về nhà em người Bắc à, xin đi về đâu cho về. Nói má cho con tiền về đi, má đâu có cho mình về đâu mà cho tiền. Trời ơi, có 20 triệu mà cũng tiếc nữa. Cái em vô em nói ông xã nó, bằng mọi giá đòi đi về. Cái ông bà nó thôi cho nó tiền đi về đi, nó muốn về cho nó về đi. Đi về, về cái chỗ má nhớ mà má có đứa trong nội một à, bắt điểm yếu của ông bà rồi sắp về. Trời ơi, bà điện ngày đi. Con ơi mày nhớ muốn chết rồi, mẹ dọn đôi dép, mẹ con nhớ cái gì cũng nhớ riết riết. Chị không có nổi, không cần quan tâm đến chuyện chồng giận hay còn giận hay hết giận. Thấy mẹ chồng nôn nóng đi về. Dễ thương quá à. Cô ơi, lúc con dâu nó giận nó xách vali về đó, lúc đó cô giận không? Không, kêu dâu về mà không sống được chung với con trai thì sống với mẹ. Nghĩ như con gái đi, sống với mẹ đi. À. Dạ, nó mới về cái kia nó cũng về theo sống, về chung sống đi, ở chung luôn. Cô ơi, về cái mảng mà chăm sóc em bé đó, cô với chị có hợp nhau không? Hợp, cháu thương dữ lắm, thương cháu nội dữ lắm. Là cháu cô chăm sóc theo cách của cô hay là chăm sóc theo cách của chị? Má em thèm chăm sóc theo cách của má không à. Ở đó con em nó ốm nhom, cái má đi mua thuốc tăng ban về, nó thiệt bữa nay em nói với má mới biết luôn. Má cho uống lúc nào trước mặt em thì cắn răng chịu cho uống đi. Sao nó, con cho con uống thuốc nha. Lờ sao bà đi ra cái em đổ mất tiêu luôn. Con đổ hết trơn thuốc. Trời ơi. Nói thiệt là tới giờ em mới nói cho em biết là, cho má biết là em đổ bỏ cái thuốc đó đi luôn. Ủa tại sao chị bỏ vậy? Tại vì ý là cái thuốc đó em có biết cái thuốc cái gì đúng đâu rồi. Không biết uống được có sao không? Không có hiểu thương hiểu cái gì hết á. Là cái thuốc đó là bác mua ở đâu hay là người ta chỉ? Mua ở Long Xuyên á, bị gì vậy? Nó đau hoài, nó không có mạnh, ốm nhôm mà. Thành ra ta chỉ nó theo hồi xưa, bà xưa chỗ uống thuốc đó. Thành ra mới bồng nó đi dưới coi mạch thì mua cho nó uống. Từ Ba Chúc, An Giang mà ẩm xuống Long Xuyên á hả? Dạ, xuống Long mua Xuyên. Mua về đó hả? Dạ. Vậy mà con dâu đổ vậy hả? Đổ lén, đổ tròn hay đó. Hả? Biết giận à. Giận chứ. Giận. Nhưng mà giờ cô nghe cảm giác cô sao? Lo cho cháu mà, nó bệnh mà lo cho nó, đặng cho nó uống cho hết mà. Đúng rồi, đi xa vậy mà. Dạ. Nhưng mà giờ con hỏi cô nè, cái cảm giác cô nghe lại cô có bực không? Rồi cũng hơi giận chứ sao không? Giận chứ. Giận. Thuốc mình lo cho cháu mà nó là bỏ vậy đó, giận dữ lắm á. Giận nói nó một câu đi. Nói là mơ mốt con đừng bỏ vậy nữa. Con cho em nó uống cho nó hết nữa, nó mạnh bà mẹ mừng vậy đó. Hồi đó mắc cỡ không nói thôi chứ bây giờ mà phải bây giờ má mua chị uống đâu cho uống luôn, nói thẳng luôn chứ con cho uống luôn. Có gì đi nhi đồng nó mau.
Vậy uống ba thuốc đâu biết cái thuốc gì đâu uống. Không đúng là như con dâu nó làm cũng đúng đó, nhưng mà cách làm nó cũng tốt. Hồi đại giờ. Dạ, đại giờ. Dạ, không phải. Tức là đông y cũng tốt cô ạ. Nhưng phải cái nơi phải có chất lượng, phải uy tín, được đăng ký bảo hộ thì cái đó là cũng tốt đó cô ạ. Ha, em gái chứ không phải là đông y là cũng xấu đâu nha. Dạ. Đừng nghe đông y là đổ đi nha. Hồi nay nói chứ mẹ cũng giận á. Nói tiếng xin lỗi dù đổ thuốc lén đi. À, nói chung là con cũng thấy ấy nấy lắm, ấy nấy là tiền. Bây giờ đó là tiền, mắc tiền lắm. Mà mình làm cái gì với con má ẩm từ đó xuống Long Xuyên là 70 mấy cây số. Mà má mua gì. Mà thực ra mình sợ lỡ con mình có gì không. Cả gia tài con đứa à. Rồi sao? Thế mà thôi, nói chung mà để khỏi làm mất lòng má, khỏi ấy nấy của mình thì đổ đi ăn chắc. Giờ nói câu xin nãy lỗi má. Nãy giờ chị trách đó chứ chưa xin lỗi luôn. Thôi con xin lỗi má. Có lần sau nữa thì mình theo Tây Y. Ủa kỳ vậy? Là vẫn kiên định về cái ý của mình. Cô ở nhà có khi nào mà chị lỡ chị lớn tiếng chị nạt cô không cô? Không có đâu. Vậy hả? Dạ. Trời, cô đây hiền quá trời đất luôn. Giờ cũng nói là ngay cũng thận thảo dữ lắm. Dạ. Mẹ nói con nghe, con nói mẹ nghe. Mình cũng hòa hảo dữ lắm thầy. Cái vụ này mới hay nè. Con cô là theo Tây Y. Mà khi sinh ra là chắc chắn là theo bác sĩ hết trơn á. Nhưng mấy người lớn tuổi á hay hơ than rồi đó. Mỗi lần mà hơ vô đó con thì thấy nó, nói chung là nó cũng giật mình vậy thôi chứ không có gì. Mình thấy trời ơi đau lòng quá. Trời ơi, sao mà cô đem hơ con nít vậy cô? Tại vì hồi xưa sống theo cái nếp sống vậy đó. Đúng rồi. Hơ rồi khăn rồi hơ rồi đắp bụng em nè. Truyền thống theo để mình làm như vậy đó. Chồng em thì hiền lắm, nói chung là anh thì cũng theo Tây Y. Thì thành ra khi mà mẹ như vậy thì than phiền lên thì nói thôi em mới công rồi. Nếu mà mình nói lên nó xong sợ má buồn. Mỗi lần mà má hơ thì mình gán nhịn. Còn mỗi lúc mà mình thêm cái này má tắm má sức dầu em bé mà sức nguyên hình luôn em bé. Sức đầu sức đuôi sức chỗ nào cũng sức. Nói trời sức làm gì dữ vậy. Mà nóng ruột muốn chết luôn. Riết rồi em ngửi mùi dầu vô em ghiền luôn. Thay qua cái sự việc này thì nói cũng có những cái mẹ chồng nàng dâu mong muốn thay đổi ha. Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Muốn sau này từ từ nó sao mà ăn ngon, nấu ăn ngon cho cha mẹ. Rồi chiều ý thí giúp cha mẹ đang thượng thảo gia đình là mừng ngày. Dạ. Mong muốn là nấu ăn đó nha. Nhớ học nấu ăn, có gì anh chỉ cho. Anh nấu ăn cũng vài món cũng được lắm á. Dạ, không biết là chị có mong muốn thay đổi gì ở mẹ chồng không? Em muốn má là giữ nguyên vậy đó. Sau này bởi vì người lớn tuổi thường thay đổi tính. Rồi, để xem chồng em muốn sự thay đổi thế nào nha. Hiện tại gia đình tôi cưới nhau được 9 năm. Trong thời gian chúng sống rất hạnh phúc. Nhưng có một điều vợ là chưa được anh đang lắm. Còn mẹ thì mình thì quá hoàn hảo. Mình mong sao vợ tôi có học hỏi thêm ở công việc nội trợ thì được đảm đang hơn. Gia đình có một bữa cơm được ngon miệng hơn. Và mẹ có được thời gian nghỉ ngơi thêm một tí. Thông qua chương trình tôi muốn nói là tôi thương mẹ và yêu vợ nhiều lắm. Trời, cảm ơn cô rất nhiều. Đúng là cô hiền quá. Một người có thể nói lo chu toàn cho gia đình. Một cái dáng người cũng hơi khắc khổ. Con nhìn cô cũng thấy thương dễ sợ vậy đó. Thật sự lần đầu tiên gặp mặt con có cảm giác rất là thương cô ha. Qua câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui. Nhưng cũng có nhiều cái mình cũng mong muốn thay đổi. Thí dụ như chồng em nói đó, mong muốn có bữa cơm ngon hơn. Thì vậy thì thôi trước mắt mẹ chồng thôi. Hứa gì mẹ chồng đi. Con hứa với má là yên tâm trong vòng không biết thời gian nào, nhưng con sẽ cố gắng học tập, học từ từ để cố gắng nấu cho gia đình mình có bữa ăn thiệt là ngon. Hứa có vẻ nó không có thời gian nha. Sớm sớm đi. Ví dụ như tháng, năm, hai năm, em cho cái thời gian cụ thể em nói là sẽ có thời gian trong biết chừng nào. Từ đây tới thì em cố gắng học trên YouTube nè. Hay là kêu má chỉ. Má em nói ngon lắm, ngon dữ dằn bởi vậy má nói hoài.